Hiện tại nhiều netizen nghi vấn Thúy Ngân, Trương Thúy Vinh có mối quan hệ trên mức tình bạn do lộ nhiều hit hẹn hò của cặp đôi. Trương Thúy Vinh và Thúy Ngân thân thiết với nhau từ game show cho đến đời thật. Trong một vài khoảnh khắc, netizen soi Trương Thúy Vinh âm thầm quan tâm Thúy Ngân. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, một số dịp tụ họp ăn uống với bạn bè. Thậm chí trên các diễn đàn, nhiều netizen cho biết đã nhiều lần bắt gặp cả hai sánh đôi cùng nhau đi ăn chung. Có một lần Trương Thúy Vinh ấp úng né tránh khi được hỏi về chuyện hẹn hò với Thúy Ngân. Cụ thể trong một talk show, Hồ Quang Hiếu có hỏi chuyện tình của anh và Thúy Ngân, hỏi thật hai người có đang yêu nhau không? Thay vì trả lời có hay không thì Trương Thúy Vinh lại né tránh câu hỏi. Anh cho biết vấn đề ở đây bản thân anh lựa chọn là chuyện liên quan đến cảm xúc cá nhân thì anh sẽ không trả lời. Mình nên cho mình một khoảng không gian riêng. Theo netizen, nếu như không có tình cảm gì, anh chỉ cần trả lời không là cho xong chuyện. Tuy nhiên, qua màn đối đáp né tránh trên, nhiều người hâm mộ bán tính bán nghi, cặp đôi có gì đó trong mối quan hệ là điều dễ hiểu. Còn nhớ vào cuối tháng 10 năm 2021, Thúy Ngân đích thân công khai món quà được tặng, tưởng như đây là pha sống ảo của nhà gái. Tuy nhiên mới đây, nhiều người đã truy lùng ra được danh tính người tặng, không ai khác chính là Trương Thế Vinh. Cụ thể, Thúy Ngân khoe bó ảnh được tặng với dòng chữ ở băng lụa được viết Be luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Trùng hợp khi chữ Be thường được Trương Thúy Vinh sử dụng ở những caption của anh. Một chi tiết khác chính là tên album bức ảnh là biểu tượng con gà đi kèm với hình trái tim. Các thám tử mạng cho rằng Thúy Ngân đang ẩn ý con gà là gà Chicken, tên nhân vật Trương Thúy Vinh trong phim Cây táo nở hoa. Còn icon trái tim dĩ nhiên mang ý nghĩa tình yêu rồi, nghe cũng hợp lý đấy chứ. Còn trong một bức ảnh được Trương Thúy Vinh đăng tải vào năm 2021, nam ca sĩ khoe khoảnh khắc tổ chức bữa nhậu gia đình thân mật. Nhiều netizen ngay lập tức soi bàn tay bên cạnh Trương Thúy Vinh mang chiếc vòng giống hệt với của Thúy Ngân. Nhiều đó hít thôi cũng đủ chứng minh mối quan hệ giữa Trương Thúy Vinh và Thúy Ngân không đơn thuần là tình bạn bình thường, nếu không muốn nói là cả hai đang âm thầm hẹn hò. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là suy đoán, thật hư ra sao còn phải chờ người trong cuộc làm rõ mới biết được.